Trần Dục Lâm, mỹ nhân tù tội bòn rút tiền đại gia, bị người tình nổi tiếng gài bẫy vào lao lý. Trần Dục Lâm thi hành án 2 năm tù giam vì hành vi tống tiền người tình nổi tiếng. Trước đó, cô có cuộc sống xa hoa, thượng lưu khi chấp nhận là bồ nhí của tài tử Ngô Tú Ba. Trần Dục Lâm sinh năm 1988, vào làng giải trí năm 2006 sau khi tham gia một show tìm kiếm tài năng của CCTV. Hơn 10 năm trong làng giải trí, cô chỉ đóng 4 phim, trong đó có Kỳ Tích Tiếp Theo, Hợp Tác Tạ Đình Phong, Ngô Tú Ba, Trương Vệ Kiện, Cát Tường Thiên Bảo. Dù là tên tuổi kém nổi bật tại làng giải trí, nhưng Trần Dục Lâm vẫn có cuộc sống rất sung túc nhờ được tài tử Ngô Tú Bá chu cấp. Trong suốt 7 năm làm bồ nhí, Ngô Tú Ba, người đẹp sống xa hoa vương giả, cô thường xuyên tham gia các sự kiện thời trang danh tiếng, sử dụng xe sang không kém cạnh các ngôi sao hạng A. Trên Instagram, Trần Dục Lâm khoe cuộc sống xa hoa, thượng lưu không kém cạnh giới nhà giàu thế giới. Cô là tín đồ của thương hiệu thời trang Tiffany. Tại các sự kiện, cô khiến khách mời trầm trồ khi sử dụng túi Hermes dòng giới hạn, túi Chanel da cá sấu, váy áo Gucci, đồng hồ nạm kim cương. Quãng thời gian bên Ngô Tú Ba, Trần Dục Lâm thường xuyên nghỉ dưỡng ở các khách sạn 5 sao trên thế giới. Cô liên tục đến Los Angeles, Mỹ chỉ để du lịch và giao lưu với bạn bè. Trần Dục Lâm không còn nghĩ tới chuyện đóng phim, cô bỏ rút tiền từ Ngô Tú Ba khiến người tình rơi vào trạng thái căng thẳng. Về sau, Ngô Tú Ba yêu cầu cắt đứt quan hệ, nhưng Trần Dục Lâm không đồng ý và bắt đầu uy hiếp sẽ tiết lộ mọi chuyện ra ánh sáng. Tháng 9 năm 2018, Trần Dục Lâm bất ngờ công khai mối quan hệ tình cảm nhập nhằng với tài tử Ngô Tú Ba. Trần Dục Lâm thừa nhận đã ở bên Ngô Tú Ba 7 năm kể từ lần đầu tiên gặp gỡ trên phim trường vào năm 2011. Theo nữ diễn viên, vì ngôi sao quân sư liên minh, cô đã từ bỏ nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp để trở thành tình nhân vô danh vô phận trong nhiều năm, thậm chí sinh cho Ngô Tú Ba 2 con. Cô còn tiết lộ, khi bạn trai hơn 25 tuổi quay phim Quân sư Liên minh, cô ở cùng anh trong phòng 1208 tại khách sạn ở Hoàng Điếm, lo việc bếp núc, giặt đồ suốt 333 ngày. Tuy nhiên, người đẹp họ Trần, Tố, Ngô Tú Ba không chỉ có mình cô. Trong năm 2013 và 2017, tài tử 50 tuổi còn qua lại với hai phụ nữ khác. Một trong số đó là Trương Chỉ Khê, bạn diễn của Ngô Tú Ba trong Quân sư Liên minh. Trần Dục Lâm còn bị tình địch nhắn tin quấy rối suốt nửa cuối năm 2017, thậm chí hẹn gặp nói chuyện. Trần Dục Lâm nhấn mạnh cô bị làm phiền đến mức rơi vào trầm cảm. Theo một số nguồn tin, Trần Dục Lâm quyết định phanh phui mọi chuyện trên mạng xã hội vì bị tình nhân hơn tuổi bỏ rơi. Để mọi việc không ồn ào, ban đầu nam diễn viên Ngô Tú Ba giao cho cô 3 triệu nhân dân tệ là 10 tỷ đồng, cùng với đó là bắt phải viết giấy cam đoan. Về sau, Trần Dục Lâm lại đòi số tiền 8 triệu nhân dân tệ, 28 tỷ đồng, Ngô Tú Ba cũng đưa tiền. Lòng tham không đáy, Trần Dục Lâm tỏ ra ngang ngược, muốn có 40 triệu nhân dân tệ, 140 tỷ đồng. Ngôi sao Liên minh Quân sư rơi vào đường cùng, buộc phải đồng ý, giao trước 3 triệu nhân dân tệ, còn lại 37 triệu nhân dân tệ sẽ trả góp. Ngoài Trần Dục Lâm, họ hàng người quen của cô ta cũng tìm đến Ngô Tú Ba để uy hiếp, không ngừng quấy rối để đòi tiền. Đến nước này, Ngô Tú Ba không thể không cảnh cáo. Trong một lần khác, Trần Dục Lâm đòi tới 20 triệu USD, đây là giọt nước tràn ly, khiến Ngô Tú Ba quyết định báo cảnh sát. Sau khi tống tiền người tình, Trần Dục Lâm tận hưởng cuộc sống dư giả tại Mỹ. Cô trở về Trung Quốc sau khi phía Ngô Tú Ba đồng ý chuyển tiếp gần 20 triệu USD còn lại. Tuy nhiên, Trần Dục Lâm không ngờ đây là một cái bẫy. Tháng 11 năm 2018, cô bị bắt ngay tại sân bay vì hành vi tống tiền. Sau đó, bố mẹ của nữ diễn viên phải đăng tâm thư cầu xin giúp đỡ con gái lên mạng xã hội. Trong tâm thư, bố mẹ Trần Dục Lâm cho biết con gái họ đã bị bắt cuối năm 2018, hiện đang bị giam tại quận Triều Dương ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ngô Tú Ba là người báo cảnh sát, tố cáo mỹ nhân 9X vu khống tống tiền anh. Tuy nhiên, ông bà Trần khẳng định chính Ngô Tú Ba đã gài bẫy hãm hại con gái họ. Ông bà Trần khẳng định con gái không hề tống tiền Ngô Tú Ba mà chỉ tiêu số tiền bồi thường theo thỏa thuận hòa giải trước đó. Đáp lại, bà xã của tài tử tuyên bố đã suy nghĩ rất lâu trước khi quyết định báo cảnh sát vì không thể chịu nổi sự uy hiếp, đe dọa trong suốt một năm rưỡi từ Trần Dục Lâm. Cô ta nhiều lần yêu cầu những khoản tiền khổng lồ từ hàng triệu tới hàng chục triệu nhân dân tệ, Hà Chân Á nhấn mạnh.
Sau đó, bà Trần một lần nữa dùng tài khoản Weibo của con gái. Bà cho biết đã dùng điện thoại của Trần Dục Lâm gửi tin nhắn cho Ngô Tú Bà để xin tha cho con gái, nhưng không nhận được hồi đáp. Đáng chú ý, số liên lạc của Ngô Tú Bà trong điện thoại Trần Dục Lâm được lưu với cái tên thân mật AAA, ông xã thân yêu của tôi. Theo chia sẻ của bà Trần, vợ chồng bà Đinh Ninh Ngô Tú Bà chỉ muốn trừng phạt Trần Dục Lâm với một chút vì công khai chuyện tình cảm. Tuy nhiên, khi nhận lệnh bắt chính thức, họ mới hốt hoảng ý thức được tầm nghiêm trọng của vấn đề. Họ thừa nhận con gái phạm sai lầm nhưng không đến mức phải chịu tội tống tiền. Trong bối cảnh đó, Vương Tư Thông, con trai của một trong những tỷ phú giàu nhất Trung Quốc, Vương Kiện Lâm, có động thái đổ thêm dầu vào lửa. Vị thiếu gia ăn chơi khét tiếng này công khai chỉ trích Ngô Tú Bà đê tiện, không ra gì, cặn bã. Cuối cùng, nữ diễn viên sinh năm 1993 bị kết án 3 năm tù giam, 3 năm tù treo và nộp phạt 16.000 USD cho tội danh tống tiền. Cô bị giam giữ ở nhà tù quận Triều Dương, Bắc Kinh trong hơn 2 năm. Cuối năm 2020, Trần Dục Lâm được mãn hạn tù sớm vì cải tạo tốt. Trong suốt 3 năm sắp tới, cô vẫn tiếp tục chịu sự quản chế của pháp luật. Theo Sina, vì số tiền tống tiền quá lớn, lẽ ra sao phải lĩnh án 10 năm tù giam. Tuy nhiên, Ngô Tú Bà đã viết thư xin khoan hồng, Trần Dục Lâm được giảm nhẹ án. Cô cũng không bị tòa án truy thu lại số tiền hơn 10 triệu USD đã lấy từ người tình. Sau khi mua nhà cho em trai và chi tiêu cá nhân, khoản tiền này chỉ còn 1,6 triệu USD.